Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình quay hai cái anh thầy cô anh hạ cái cây này các bạn. Cái cây này rất là to các bạn. Nó cũng cao nữa các bạn ạ. Khủng luôn nha các bạn. Cái này nó nằm ở cặp đường luôn các bạn. Sát hàng rào luôn nha. Mấy cái anh này nó đào cho nó chống lần tí nữa là đút cái lưỡi cưa vô nha các bạn. Cái cây rất là khủng luôn các bạn. Rồi để coi hôm nay hai anh thợ cưa này anh sử dụng máy cưa gì nữa nha các bạn. Rồi mình lại mình quay hai anh thợ cưa nha các bạn nha. Tôi nghĩ là quay máy cưa luôn nha các bạn. Rồi đây các bạn, nay hai anh xài hai máy nha các bạn. Máy này là để lên cắt nhánh các bạn, tiếp tin 020 nha các bạn. Tay dài nha. Còn bên đây là gây 620 nha các bạn. Hai anh thợ đang vỗ lưỡi cưa là tí xíu lên cắt rồi, tí nữa lên cắt mình quay cho các bạn xem. Đây giờ anh thợ cưa đang chuẩn bị leo lên đó nha các bạn. Ảnh cầm dây anh đi lên các bạn ơi, để coi ảnh có mé không hay là ảnh hạ nguyên gốc nha các bạn. Cây này nói chung là rất là khủng nha các bạn. Ôm ảnh ôm không có giáp luôn các bạn ơi. Đang đi lên tới đó nữa các bạn. Giờ anh thợ cũ dưới anh đang chuẩn bị cột máy cưa Estin 020 lên cho anh cắt nhánh nha các bạn. Kéo máy cưa lên các bạn ơi. Còn mấy nhánh kia nữa các bạn. Mấy nhánh kia luôn các bạn. Cắt cho nó nhẹ cái cây bớt nha các bạn. Giờ đang mưa các bạn ơi, mưa lầm gầm luôn các bạn ơi, ngã nó các bạn ơi, nguyên nhánh to luôn các bạn. Máy này tìm 020 nhỏ mà quá ngọt các bạn, quá mạnh rồi.
các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi đây con anh cưa tiếp ở đâu nữa thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây trời đang mưa luôn nha các bạn. Giờ anh cưa anh thòng máy cưa xuống rồi các bạn ơi. Tí nữa anh xuống anh hạ gốc nha các bạn. Anh cột dây trên đó là xuống hạ gốc. Mình nào anh xuống anh hạ gốc mà mình quay cho các bạn xem nha. Anh cưa gốc nha các bạn. Chính này anh lấy cái ghê 620 ảnh quét góc rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nhé. Đây giờ anh chuẩn bị quét góc luôn các bạn.
cắt mấy cái rễ này là cho cái cây này nó ngã luôn rồi các bạn. Các bạn một ngày mới thật là vui vẻ.